lỡ duyên đời. Hai chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho chào quý vị. Clip ngày hôm nay thì em lại giới thiệu đến quý vị một cặp loa Tech S300R. Đấy, một cặp loa rất là nhỏ, nhỏ xinh. Con này nó chỉ cao khoảng tầm 25cm thôi. Một bát 13-14cm, cộng một con chép đồng trục, con chép đôm lụa các nhá. Rất là mềm luôn, mà không có bị móp miếc gì, căng mọng luôn. Gân của nó là gân vải. Thùng gỗ còn rất đẹp các nhá, thùng gỗ còn rất đẹp luôn. Đây là cái lóc của loa bên trái này. Đó. Đây là cái nóc của nó bên phải này. Thùng quách thì em vừa quay cho quý vị rồi, rất là mới luôn nhé, đầy đủ lưỡi căng. Đó. Công suất của loa là 100W một cái quá nhá, 100W một cái. Đấy. Nguyên zin, trùng seri luôn. Đó. Con này là seri là 393 và chiếc bên đây cũng vậy, 393 các bác nhá. Tech S300R Highway này. Đó. 100W của loa trở kháng 6 ohm made in Japan nhá. Cọc loa đây, cọc bắp chuối nhé. Anh em cắm bắp chuối cắm vào đây, còn anh em vặn dây thì cắm vào đây. Đó. Cặp này thì Nam Khánh đang giao lưu với quý vị giá là 3 triệu đồng các bác nhá. Giá cực kỳ hợp lý luôn, giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. Thùng gỗ còn rất đẹp này. Các bác có nhu cầu liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489. Con này thì chơi nhạc vàng và acoustic rất là hay luôn. Anh em chơi phòng ngủ cái dòng này thì nó nhỏ gọn và chất âm rất là chi tiết. Tiếng cực hay luôn, chép đôm mà còn quá là căng.